Ok. Và... quên mấy ông ạ. Quên mấy ông ạ. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta vào trong game này nha, chúng ta phải nói chuyện thật là nhỏ nhẹ, chúng ta không được nói to và cũng không được hát luôn. Nếu như chúng ta mà hát lên là coi như chúng ta thua. Ờ, ở bên này có một cái cô gái đang bị bắt. Xin nhẹ Kencho đây. Ở chỗ này là gì đây? Một cái ba lô màu đỏ. Có loot được không ta? Hình như là không có loot được. Ở bên này thì hình như là đang có một chị gái. À, ui, gì đây? Hình như là chị gái này đang bị ghim lên trên cây mấy ông ạ. Ui, kinh thế nha. Theo như tôi nhìn thấy á, thì con game này đồ họa của nó khá là đẹp. Cảm giác giống như là chúng ta đang cầm một cái camera, xong chúng ta đi vòng quay trong rừng vậy đó. Nhưng mà game này không chạy được nha, chỉ có thể đi bộ từ như thế này thôi. Một tí nữa chắc chắn sẽ có cái gì đó nó jump scare nó chạy ra này, chắc luôn. Cay thế nha, tự nhiên bị ho mấy ông ạ. Tôi đang bị dính Covid đấy, vẫn chưa hết. Chưa thấy chết gì hét mà thấy chết gì ho là thấy hơi bị cay rồi đấy. Tất cả là tại con Covid sao? Từ nãy giờ tôi có cảm giác như là có cái con gì đang đi theo tôi mấy ông ạ. Ờ, cảm giác y chang như là có con gì đi theo tôi. Mọi người đang chơi xích đu à? Vui thế, ở trong rừng mà còn chơi xích đu nữa. À không, cái này mọi người đang cosplay Spider-Man. À, nói bé thế mà vẫn bị á. Tôi đang chơi game này ở trong một căn phòng tối một mình, cảm giác sợ vậy không ạ? Bây giờ mà có ai mà nhào vô mà hù tôi phát cho tôi ngất luôn ấy. À, tại sao ở trong rừng lại có máy bán nước tự động nha? Alo mọi người ơi. À không, mình chỉ muốn gọi mọi người để cho mình đỡ sợ khi chơi con game này thôi. Có ai đang ngồi đó không vậy? Không có ai đâu. Câu chuyện kể về một cậu nhóc mang tên Phong Cần TV. Cài là đúng ác luôn á trời. Một ngày nọ, cậu ấy đang ngồi trong phòng, một mình đang chơi từ game kinh dị. Từ game kinh dị này không được phát ra tiếng động. Đây mọi người từ bình tĩnh. Chỗ này hơi căng cho nên mọi người đừng tấu hài nữa. Chỗ này là tôi thấy có một ngôi nhà này. Tôi có nên vào em căng chứ mà chị có căng đâu. Không, nhưng mà quan trọng là bây giờ tôi có nên vào trong căn nhà này hay không. Vào đi. Ok. Vào đi em ơi. Nó là cái bộ phim mà về mấy con quái vật nó nghe tiếng động rất là rõ. Tức là chỉ cần ai đó phát ra âm thanh thôi là cái con quái vật sẽ đến đấy và... có cái tiếng gì đó làm em giật mình. Gì trời? Cái tiếng làm em sợ chị. Tại sao người nước ngoài họ có thể gọi là xây một cái căn nhà ở trong khu rừng và sau đó họ sống trong đây một mình nhỉ? Gặp em chắc kiểu cho 10 tỷ em cũng không dám ở. Nè, đầu tiên là bước vào trong đây là nó sẽ có một cái tiếng động gì đó nè. Sau đó trái banh nó sẽ tự văng ra nè. Đấy, biết ngay mà. Dễ gì hù được tôi nữa. Ui, sao có bóng người đây vậy? Ui, hình như mới thấy có bóng của ai. Ơ kìa. Tại sao lại chết vậy? Theo như từ nãy giờ những cái gì mà tôi bị jump scare từ nãy giờ thì tôi có thể chợt nhận ra một điều, đó chính là tất cả mọi thứ trong đây nó chỉ là jump scare thôi, chứ nó không có hại mình được, mấy ông hiểu không? Cho nên là mình cứ tự tin mình đi thôi. Nè, chuẩn bị có bóng người xuất hiện nè. Có đâu? Đấy, làm gì có, thấy không? Làm gì có. Mình không sợ thì sẽ không có. Đúng. Mấy game này, game trẻ con. Không, cái này đáng sợ thật nha, cái này đáng sợ thật nha, má ơi. Em mới vừa quăng cái ghế luôn mua à. Sợ thật sự. Trời heo. Không, cái này chị là người xem qua đây thôi. Chị đang rất là chill, chị đang ăn thân gà. Nhưng mà chị cũng phải sợ à. Chị có sợ nha, phải không nha. Thôi tôi nghĩ rằng là tôi không nên vào trong cái căn nhà vừa rồi đúng không ạ? Tôi nên đi vào một hướng khác. Không, vào đi em. Chắc chưa? Mà xem sau khi con ma đấy xuất hiện thì sẽ như thế nào. Em phải im lặng cho chị. Đúng, game trẻ con.
Ok em. Sợ gì vậy? Từ nãy giờ là chúng ta, đó thấy không, trái banh là văn này. Từ nãy giờ chúng ta đã đi bên dưới rồi, bây giờ mình sẽ thử lên lầu thử nha. Thầy em ơi, từ từ cho con ma kia xuất hiện cái được không? Thôi mình, gặp nó lần thôi chị. Chị thích ma, chị thích ma. Chị yêu nó hả? Ừ. Đừng có con gì nhào ra nha, đừng có con gì nhào ra nha. Bức tranh mở được không nhờ? Sao tắt đèn rồi? Ai biết đừng hát. Không, không hát. Game trẻ con. Cái gì vậy? Ui, cái tiếng con gì đó, có cái tiếng của con gì đó. Tôi thấy càng nhạc. Qua gặp ma đi Phong. Đây, em tự tin bước lên luôn nè, em sợ gì. Sợ thiệt, cái này sợ thiệt. Ê, có thể có ai đó xuống phòng ngồi chung với tôi được không chứ tôi sợ. Sam xuống đi. Chuẩn bị đi ngủ rồi. Làm ơn ai đó xuống đây, tôi cần một cái ôm ngay lúc này. Không, chứ nó không tàn ác tới mức độ đó, nó dân ke kiểu đó đâu. Dạ, con xin ông bà phù hộ cho con có thể tai qua nạn khỏi, vượt qua được cái con game này. Con hứa là lần sau con sẽ vào trong game đứng đúng chỗ này, và con hứa con sẽ thắp 3 cây nhang cùng với 1 con gà luộc. Dạ, con nha. Cảm ơn ạ. Cái đèn này. Đèn có điểm lắm. Ê ơi. Thôi. Cái này hình như là cái quan tài, đúng không? Có tiếng gì đó. Không phải đâu. Có gì bên này đây? Này là gì đây? Phi hành gia. Phi hành gia? Ủa? Trên máy bay mà có phi hành gia mấy má. Ê, có còi báo. Còi báo động. Ủa sao trời tối nhanh vậy? Còi báo động có kẻ đột nhập. Ôi, cái gì vậy? Người. Đừng có nói là có người nha. Ui. Không, có gì đâu sợ, bình thường mà. Đấy, biết ngay mà, trời ơi, có gì đâu sợ. Mấy con này nó chỉ hù vậy thôi. Cái này là con ma giếng hả? Nó chỉ hù vậy thôi, chứ không có gì đâu. Hình như nó rắc game rồi má. Thiệt luôn á. Ủa, siêu thị tỉnh lại là chỗ đuôi máy bay à? Ok, phát chết luôn má ơi. Thiệt chứ. Khó chứ. Ồ, một cái siêu thị thiệt luôn rồi đó ba. Ở trong rừng như thế này mà có cái siêu thị đây luôn à. Nếu như bây giờ mà tôi còn thua thêm một lần nữa thì tôi nghĩ tôi nên đi chơi lửa chùa. Hợp lý. Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Đi vào trong đây kiếm coi có mì thanh long không nhờ. Hình như là ở đây không có mì thanh long rồi. Tính ra là từ nãy giờ tôi đã chơi con game này được hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Mà cái clip của tôi nghĩ là chỉ được có tầm 8 đến 10 phút thôi. Vô nghĩa quá. Sau khi đi bộ chán chơi ở trong siêu thị tiện lợi thì bây giờ tôi nghĩ rằng là tôi nên đi bộ ở trong rừng để cho có nhiều chỗ đi hơn. Ôi cái gì đây? Không quay lưng lại. Không quay lưng lại là không đau khổ. Nhưng mà thôi cứ quay đi. Cũng không có gì đau khổ lắm. Cái gì đây? Chị búp bê. Ok. Ủa? Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt các bạn luôn nha, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau, bye bye. Kết thúc video tại đây, game đúng. Hello team.